Giọng ca hiểm trong làng cổ nhạc, người được ví như cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương vẫn miệt mài đóng góp cho đời ở tuổi 65. Giọng ca hiểm trong làng cổ nhạc, người được ví như cô đào hoài ngoạng. Giọng ca hiếm trong làng cổ nhạc, người được ví như cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương vẫn miệt mài đóng góp cho cuộc đời ở cái tuổi 65. Giọng ca mộc mạc của nghệ sĩ Lê Thủy từng được soạn giả Viễn Châu ví là một giọng ca hiếm hoi trong làng cổ nhạc với chất giọng pha kim thổ đã từng được bao giới Sài Gòn. Trước đây phong tặng là giọng ca trung ngân, còn nghệ sĩ Diệp Lang phải khâm phục. Lê Thủy là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Sau nhiều lần hẹn gặp, trong buổi chiều cuối tuần, trong cơn mưa đầu tháng 6, chúng tôi đã có mặt tại nhà Lệ Thủy, một căn hộ khang trang nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đón chúng tôi. Lệ Thủy với gương mặt mộc, vận áo sơ mi, quần jean giản dị, nhìn chị trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, căn phòng là những tấm băng rôn. Chương trình biểu diễn của chị và các nghệ sĩ khác dưới ánh đèn sân khấu, không gian ấm cúng và gần gũi. Lê Thủy chia sẻ, trước giờ công việc của chị đi hát, mặc dù không hát tuồng, nhưng nhiều hơn nữa vẫn tham gia trong các chợ thương mại, gian hàng, lễ hội, sự kiện, ca nhạc tổng hợp. Các tỉnh, các đoàn, chuyên hát cổ nhạc, giống như chương trình, Vầng Trăng cổ nhạc, phát trên đài truyền hình, nhưng thu nhỏ lại. Người dân miền Tây rất thích Lê Thủy ca, nên các đơn vị thực hiện hội chợ, sự kiện, giới thiệu sản phẩm cũng hay mời Lệ Thủy tới để đáp lại tấm lòng yêu mến đó của bà con trong miền sông nước. Mặc dù tuổi tác đã lớn, sức khỏe không còn được như ngày xưa, nhưng mỗi lần được lên sân khấu hát là dường như bao mệt mỏi đều tan biến. Có lẽ với Lệ Thủy, ngày nào còn sức khỏe là khi đó còn phục vụ khán giả. Hát nhiều đi đôi với thanh đời bị giãn, buộc phải đi bác sĩ uống thuốc cho mau bình phục để đi diễn, nhưng hầu hết các công việc cuốn hút Lê Thủy liên tục, ít có thời gian nghỉ ngơi. Với chị, thời gian làm việc cải lương là vô chừng. Hồi Lê Thủy mới mang thai đứa con đầu tiên và những đứa tiếp theo, chỉ còn một tháng nữa sinh, Lê Thủy vẫn mang bụng bầu đi hát. Sau khi sinh được chừng một tháng, Lê Thủy lại đi diễn, vì công việc show diễn mời nhiều quá, chị bảo mình không thể từ chối, phần vì tham công tiếc việc, phần vì không muốn phụ lòng khán giả. Ở tuổi 65, Lê Thủy có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con. Trong số 3 người con, cô con gái lớn đã có gia đình bên Úc. Con trai kể lấy, nghệ danh Dương Linh Trí tốt nghiệp đại học kiểm toán tại Úc nhưng không theo nghề học mà theo nghiệp hát. Cậu con trai út Quốc Bảo cũng sắp tốt nghiệp và dự định sẽ theo nghề ca hát của gia đình. Lê Thủy tâm sự, cậu con trai lớn rất đam mê ca hát, cũng gặt hái được một số thành công nhất định, nhưng có lẽ cái bóng của người mẹ quá lớn nên không muốn thoát ra cũng khó. Và lại, cậu cũng không cho phép mình gây ra những scandal rẻ tiền để đánh bóng thương hiệu tên tuổi được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.